Huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ sốc vụ suýt bị bắt cóc cùng vợ. Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam vừa xuất hiện trên một chương trình giải trí của đài truyền hình SBS Hàn Quốc để kể về vụ việc ông và vợ suýt bị bắt cóc khi đi taxi ở Việt Nam. Vừa qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã góp mặt trong chương trình giải trí của đài truyền hình SBS Hàn Quốc có tên Master in the House theo chia sẻ của rất nhiều tờ báo hàn quốc cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển việt nam kể một câu chuyện bí mật mà ông chưa hề tiết lộ từ trước đến nay câu chuyện của huấn luyện viên park hang seo phần nào khiến những nhân vật khác trong chương trình tỏ ra bất ngờ đó là việc nhà cầm quân người hàn quốc và vợ suýt bị bắt cóc khi di chuyển bằng taxi từ sân bay về nhà tại hà nội trong nhiệm kỳ đầu tiên dẫn dắt các đội tuyển quốc gia việt nam của ông park huấn luyện viên park kể lại rằng đó là chuyến taxi vào một ngày mưa, vợ chồng tôi có chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm ở Campuchia vào dịp Quốc Khánh 2 tháng 9. Sau kỳ nghỉ ấy, chúng tôi về đến sân bay thì đã 23 giờ nên không có taxi. Khi tôi đang loay hoay thì có một anh bạn trẻ vẫy tay về phía mình. Tôi tưởng anh ta biết tôi nên tiến tới, hỏi anh ta có phải taxi không. Anh ta bảo đúng, nhưng ngay từ khi tôi lên xe mọi chuyện đã trở nên khá căng thẳng. Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam kể thêm, ông và vợ biết rất rõ đường về nhà nhưng tài xế taxi lại bất ngờ rẽ vào một con đường đất có núi ở phía bên phải sau một lúc lâu đi trên con đường đất tài xế đậu xe ở một bãi đất trống dưới ánh đèn xanh lờ mờ có khoảng chục người anh ta quay lại nhìn chúng tôi và đưa cho tôi một tập tài liệu rồi yêu cầu tôi ký nhận thấy sự bất thường tôi không ký và cãi nhau với anh ta sau đó tôi mở cửa xe bước ra những người đang uống trà nhìn tôi họ khá vui khi nhìn thấy tôi và còn hồ tên Ôi Park Hang Seo, ông Park kia. Một người trông như là đại ca tiến đến mắng tài xế đã đưa vợ chồng tôi đến đây. Cuối cùng hắn quay sang và bảo vợ chồng tôi đi ngay đi, huấn luyện viên Park kể lại trên SBS. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết câu chuyện kể chờ nám ảnh ông mỗi lần đi từ nhà ra sân bay và ngược lại. Bên cạnh tiết lộ gây sốc ấy, huấn luyện viên Park Hang Seo còn nói lý do ông chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm gắn bó bởi vì tôi phải ra đi để các cầu thủ thay đổi, các cầu thủ cần động lực mới cho chặng đường sắp tới. Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo đang ở quê nhà Hàn Quốc. Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam dự định sẽ đến cổ vũ của học trò cũ Nguyễn Văn Toàn trong màu áo Seoul Island cho trận ra quân K-League 2 mùa giải 2023 trước câu lạc bộ Chân vào ngày 1 tháng 3 tới đây.